Xin chào mọi người nhé Mọi người ơi hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn Bộ ghế ba ghế make up Da cá chân trắng bên mình cho các bạn xem nhé Ghế này thì mặt ghế là chất liệu bằng da này Cái kiểu dáng của nó là kiểu đẹp và sang trọng nhé Dễ dàng lau chùi khi bẩn nhé mọi người Ghế có thể xoay được 360 độ Và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80cm nhé Đây mình quay gần các mặt ghế cho các bạn tham khảo này Màu sắc của ghế cũng rất chi là đa dạng nhá hơn 15 màu cho các bạn lựa chọn nhé mọi người đấy chân của ghế là kim loại sơn tĩnh điện màu trắng hàng nhập khẩu nguyên chiếc nhé mọi người nhá chân to và chắc chắn nhé mọi người thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi nhá mình chào các bạn